Rồi xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của Lực Tàn TV nha. Thì tiếp tục đến với lại cái chương trình tiếp theo về Nhật năm con vợ boss đi. Oh yeah. Giờ bắt đầu là bữa nay tiến hành đang làm cái gì đây Nhật? Đi chợ cát gì làm nhà bếp đó. À vật liệu về rồi đúng không? Đâu xe cát đó, chạy anh thấy không? Các ngoài đầu đường hả? Đường đó. Anh đi chạy xe máy đến anh hoa mắt rồi, anh đâu có nhìn thấy cái đống cát đó. Gò bữa chế anh Phi rồi, anh Phi biết. Bây giờ là lấy xe này ra chở rồi không có cái đồ gì sao chở? Chở được mà chở đi. Kiểu gì? Chở gì đâu có dây vàng đâu mà. Chở vậy đó. Là lên chở. Đổ vào bao hay là bỏ thùng? Thì em chở gì chứ anh Thanh thấy à. À rồi tí nữa nhìn thấy ha. À em đi nha. Rồi bây giờ chạy ra đó đi lại nha ta luôn. Tranh thủ. Đâu chạy rồi. Đi không? Đi. Làng nước ơi, bơ làng nước ơi, anh Trần, thằng Lực Tàn, anh Trần tiền bơ làng nước ơi, giàu lắm rồi mọi người ơi, bơ làng nước ơi. Đó, thấy chưa, anh Trần tiền nhiều lắm, tiền được nhiều lắm. Anh Trần tiền mới có tiền chứ, anh Trần tiền mới, mới nhiệt tình để giúp Nhật như vậy chứ, đúng không? Không có tiền thì sao mà nhiệt tình giúp như vậy được. Ô, cái thằng Lực Tàn này nè, làm gì mà nó nhiệt tình dữ vậy ta? Sao mà nó đến nó giúp thằng Nhật, nó không có... chắc là chia đôi chia ba gì trong đó rồi lấy 100 về xài 90 còn đưa cho Nhật 10 đó thì nó mới nhiệt tình như vậy. Rồi mạnh thường quân bên nước ngoài người ta gửi tiền thì quá trời quá đất hết rồi, anh em Lực Tàn này đớp hết, hốc hết, liếm hết, cho nên là mới nhiệt tình như vậy đó. Ai đâu mà thương người đến cái mức độ mà nhiệt tình như vậy, đúng không? Anh em Lực Tàn ăn được nhiều lắm. Ăn được mấy tỷ rồi, mấy chục tỷ rồi. Bơ bà có làng nước ơi, thằng Lực Tàn ăn chặn tiền. Ăn chặn tiền của thằng Nhật. Bơ làng nước ơi. Nghe thấy choáng không? Nghe choáng không? Đó, ai cũng biết làm YouTube mà. Cắm điện thoại lên quay chiêu. Rồi lập kênh lên. Xong là quay hoàn cảnh khó khăn lên. Mạnh thường quân nước ngoài. Giả điên khiêng đồ Mỹ về. Đó. Tăng tiền lên, tiền nhiều về, về chia 3, chia 4 ra mà sử dụng. Đó, trời ơi trời, ai cũng làm được kênh YouTube mà, đâu phải mình Lực Tàn làm được đâu. Đúng không mọi người, làm YouTube ăn tiền nhiều lắm. Ăn có trời có đất luôn, giúp một hoàn cảnh là ăn chính đưa cho hoàn cảnh một. Ghê. Nhanh giàu lắm, làm 2 năm mua xe hơi luôn, ghê. Đó thì mấy má mấy mẹ mà nghĩ làm được nhiều vậy, mua đi làm kênh YouTube đi. Hay tôi bán kênh YouTube cho nè. Tôi có 2-3 kênh YouTube. Nếu như mà không làm được á, cứ gọi điện cho Lực Tàn bán kênh YouTube cho. Được không? Ai đâu mà. Trên đời này đang còn rất là nhiều thằng điên khùng nhưng Lực Tàn nè. Đi giúp người kiểu không công vậy đó. Ha. Ăn được bao nhiêu? Không có tiền mà đổ xăng mà đi nữa kia kìa. Ở đó mà nhiều tiền lắm. Tiền mạnh thường quân người ta bên nước ngoài người ta gửi về á, để trợ giúp cho cái hoàn cảnh khó khăn của thằng Nhật. Chứ không phải gửi về để cho anh em Lực Tàn là tí ta, tí tẩn, hí ha, hí hởn, đi đa, đi đỡn. Rồi sử dụng tè le, hột me, từ lưa, hột dưa, nhé nhẹ, nhét nhẹt, bét tê, bè bẹt ra đâu nha. Nha. Ở đâu ra mà tiền nhiều mà sử dụng. Anh em bò lê, bò lết, bò lăn, bò càng. Lên bờ xuống ruộng, đúng là lên bờ xuống ruộng ở đây luôn nè, không thấy bờ ruộng. Tôi ra vô rồi này kia, rồi rắn rết nó cắn cho vô đít, vô mông, tùm lum tà la. Rồi đủ thứ chuyện. Thế mà cũng gọi như là ăn chặn bơ làng nước ơi, thằng Lực Tàn ăn chặn. Đâu phải mình ăn đâu. Em cũng bị dính ăn chặn à. Nói chung em cũng bị vậy. Mày ăn chặn là cái chắc. Đúng rồi, ăn chặn mới giàu vậy nè. Giàu tới mức độ bây giờ đi coi như là đi lên bờ xuống ruộng á, ăn chặn ăn tới 3-4 giờ chiều mới ăn được ăn miếng cơm á, gọi là ăn chặn đó. Ăn chặn đó, mà. Ăn chặn 11 12 giờ đêm đang đi lang thang cù vơ cù vất giữa cái ruộng này, ăn chặn gì? À. Nói ăn chặn mà người ta nói đó mà anh không nghe hả? 100 ngàn là bây giờ mình đưa cho Nhật có 10 ngàn thôi còn 90 ngàn đó, người ta nói vậy anh không nghe hay sao ạ? Đúng không, ăn chặn nói. Ủa anh... sao mà miệng anh giật anh? Anh chặn nhiều quá miệng cứ giật này nè. Đó, nói chung là ngày hôm nay á, thì anh em của Huỳnh Phi tới đây. Nói chung là thực sự ra khi mà chia sẻ cái thông tin của Nhật lên á, thì có một vài ý kiến, nói chung là vài ý kiến nói anh em ăn chặn. Thì cô chú theo cô chú anh chị cũng thấy rồi đó, kênh YouTube anh em làm á, thì lên bờ xuống ruộng, trèo biển đao xuống biển lửa, rồi thậm chí là coi như là tới một cái hoàn cảnh nó rất là xa xôi cái đường như thế này. Nói anh em ăn chặn thì cô chú anh chị cứ tự nhận xét đi, chứ giờ anh em của mình cũng không muốn nói làm gì. Đó, thật sự là vậy. Bây giờ là em miệng anh cũng giật rồi đó. Nói đi anh. Không phải mắc nghẹn, ăn nhiều quá mắc nghẹn. Mắc nghẹn đây nè mọi người. Ăn nhiều quá tiêu không trôi, mắc nghẹn.
Thôi bây giờ vừa đi ra chở vật tư vật liệu, vừa nói chuyện với mọi người ha ha ha. Nha nha nha. Đấy. Anh em là về được một đêm à, ở cùng vợ cùng con, cùng ăn rau muống luộc ư. Thì bắt đầu là ngày hôm nay anh em lại tiếp tục giữa trưa nắng à, giữa cái nóng 30 mấy độ C trên một cánh đồng ruộng bao la rộng rãi, gió thổi vi vu lại tiếp tục truyền tải những thông tin mới nhất đến cho cô bác nha. À, thì ngày hôm qua hôm kia gì á, có một cái thông tin à, nghe đâu là họ nói rằng anh em được tàng là ăn được nhiều tiền lắm, ăn được nhiều tiền của Mạnh Thường Quân lắm, tiền Mạnh Thường Quân gửi về nhiều lắm, rồi bắt nào là ăn chăn, ăn bớt, ăn xén đó, tức là lợi gì lợi dụng vào Nhật à, được nhiều tiền rồi bắt đầu là chia chác nhau để mà lim láp đó, thì các bác thấy không? Cho nên là anh em cũng cảm thấy khá là buồn, không biết là họ nghĩ như thế nào, hay là họ chưa theo những cái chương trình mà Lực Tàng đi làm thiện nguyện à, để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội này đang còn rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn nha cô bác, chứ không phải riêng gì một mình Nhật. À, Lực Tàng nói để cho cô bác biết như vậy. Nếu như anh em Lực Tàng mà có ăn chặt á, thì kiếm cái hoàn cảnh nào mà què quặt, ốm đau, bệnh tật, rồi cũng như là à, thở không ra hơi nữa, mà gần về chầu Diêm Vương nữa, tức là à, thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc á, à, thì cái đó Mạnh Thường Quân người ta gửi tiền về nhiều hơn, đúng không mọi người? Rồi cái đó lúc đó ăn chặt thoải mái hơn. Việc gì bu vô cái trường hợp của Nhật như này mà mọi người mà mang tính chất đi giúp đỡ. À, rồi tiền gửi về cũng làm đủ thứ trò, đủ thứ này thứ nọ, mà có ai đâu Mạnh Thường Quân toàn những người biết Lực Tàng, phải không? Số tiền bao nhiêu thì anh em cũng đã hoạch thu đó. Rồi họ biết được bao nhiêu mà họ nói rằng là anh em nhận được nhiều lắm, tiền trăm, tiền triệu, tiền tỷ, tiền tùm lum tà la hết. Đó, tiền của Mạnh Thường Quân gửi về thì người ta cũng làm mồ hôi công sức, đâu phải là thích làm gì làm đâu mọi người, phải không? Có khi còn phải hỏi ý kiến của họ để mà làm cho cái câu chuyện cho nó tới nơi tới chốn, chứ không phải là thích làm gì làm đâu. Đó. Cô chú anh chị á, thì cũng gửi tiền về cho Lực Tàng để làm thiện nguyện á, làm nhịp cầu nối, thì không phải đây là cái trường hợp đầu tiên đâu nha mọi người. Rất là nhiều những cái hoàn cảnh mà Lực Tàng đã làm trên kênh của Lực Tàng rồi. Nếu như không minh bạch, nếu như không rõ ràng, thì đảm bảo với cô bác rằng chả ai tin tưởng mà để mà gửi số tiền về được, đúng không ạ? Và chúng ta làm thiện nguyện, làm nhịp cầu nối chỉ mong sao là tiếp cận được Mạnh Thường Quân, và họ cảm thấy đồng cảm với cái nhân vật đó, cái hoàn cảnh đó, họ thương, họ mến, thì họ mới gọi như là rửa tiền về, chứ không phải đơn giản mà lên mà kêu gọi cái là có liền. Mà được như vậy là chúng ta rất là quý, rất là trân trọng những cái việc làm tốt đó của họ, đúng không mọi người? Đấy, họ có tấm lòng Bồ Tát lắm, họ mới giang tay ra để họ trợ giúp đó, chứ không phải là đơn giản lên kêu gọi cái là có liền. Đúng lý ra những người như Nhật đây, không, trong cái giai đoạn ngặt nghèo thì nhận cái sự hỗ trợ được nó chưa là bao nhiêu hết mọi người ạ. So với những người mà nghèo khổ thì người ta số lượng tiền nó khá là lớn, nhưng so với lại như chúng ta đây này, là một cái số tiền đó nó quá bình thường, đúng không mọi người? Làm được những cái sự việc trang trải trong cuộc sống đó ai cũng có rồi, nhưng Nhật chưa có. Thì bây giờ cộng đồng người ta trợ giúp cho Nhật, có gì đâu mà phải ganh ăn tức ở như vậy, đúng không mọi người? Còn anh em muốn ăn chặn ăn giật á, thì rất là đơn giản luôn, đúng không mọi người? Nhưng mà làm được một lần thôi, lần sau ai gửi tiền về cho nữa. Cho nên á, là cô bác á, theo dõi những clip của anh em là đưa chương trình thực tế, không có cái chuyện mà anh em luồn lách hay này nọ để mà gọi như là sàng lọc đâu, đúng không? Nó trợ giúp cho Nhật thì cô bác phải mừng. Ở đây trợ giúp cho Nhật cô bác không mừng, cô bác còn lên nói này nói nọ, ganh ăn tức ở, sao nói giúp nhiều dữ hả? Giúp gì giúp nhiều dữ hả? Giúp có trời có đất vậy? Quả người ta giúp Nhật thì phải chấp nhận là người ta đã bỏ tiền ra người ta giúp cho đầy đủ cho Nhật, người ta thương Nhật người ta giúp, có gì đâu mà giúp dữ với giúp nhiều với giúp ít, đúng không mọi người? Nghe thấy mà Lực Tàng khá là bực. Không lẽ rồi trong xã hội này lại còn nhiều người mà có cái tính xấu như vậy hay trời, đúng không? Thấy người ta có mình không có rồi bắt đầu là nói này nói kia, đúng không? Nhưng Lực Tàng bỏ ngoài tai hết à, đến như nghệ sĩ đồ này kia rồi tùm lum mới còn bị tiếng anh chặn đi cứu người còn mang tiếng đi cứu người còn mang tội thì thôi, miệng thị phi miệng thiên hạ mà, ai nói gì thì nói, bơ làng nước ơi thằng Lực Tàng anh chặn, kêu to lên cho cả làng cả nước nghe, kêu
kêu cho cả đất nước, cả mạnh thường quân, cả trong và ngoài nước nghe luôn. Thần lực tàng ăn chặn nhiều tiền lắm, tiền tỷ, tiền triệu, tiền trăm triệu. Ăn chặn, đó. Bây giờ, nói bấy nhiêu thôi, không cần nói nhiều nữa nha mọi người. Ai yêu thương, quý mến thì cứ đồng hành cùng với lực tàng. Và các cô bác mạnh thường quân cứ yên tâm, tiền của cô bác mạnh thường quân lực tàng không làm sức mẻ một đồng nào của cô bác ấy. Đảm bảo 100% nó là như vậy. Còn á, người dân họ nói gì họ nói. Họ không có, họ ganh ăn tức ở họ mới nói. Họ ghen ghét với Nhật họ mới nói. Ghen với ai không ghen, ghen với một thằng bị vợ bỏ. Ghen với một thằng nuôi 5 con, không có toilet, không có bất cứ một cái gì ở trong nhà ấy. Đi ghen với nó làm chi à? À, bỏ cái tính nó đi dùm lực tàng cái. Trợ giúp đi, lên kế hoạch đi nha. Bây giờ là một đoàn của mạnh thường quân kéo từ bên nước Campuchia, nước Lào, nước Úc, nước Mỹ, nói chung là từ bên kia biên giới, đã đưa một cái xe rất là bự về đây. Đấy, lực tàng sẽ quay cho mọi người, không biết là em lực tàng quay cho chị. À, dạ, hello chị. Hello chị. Chị đi đâu á? Chị đi về nhà chị ngoại chị. Dạ. Quá, quay cho chị cái lên tivi. Đây rồi, lên rồi đây. Thành cứng nha mọi người. Thành cứng, dạ. Cảm ơn chị nha. Quá trời, ôi trời. Chị đưa dẫn lên em để vót lên. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Đó mọi người thấy không? Bên cạnh những người xấu thì còn rất là nhiều người tốt. Và đây. À, kéo chạy hai chiếc xe luôn, một xe thùng quà, quà cho Nhật đó mọi người ha. Đây nha, Nhật đang đi chở cát với đá vô thì gặp đội ngũ của cô chú mạnh thường quân. À, nói chung là ở trên Sài Gòn xuống, ở trên Sài Gòn xuống hả chị? Gò Công dầm lá. À, Gò Công hả, Tiền Giang. À, có dầm lá. Dầm lá ha. Ủa vậy là mình đi xe nào xuống vậy chị? Dầm láng Gò Công Tiền Giang. Đây, một xe quà cho Nhật đây. Nhật ơi, sướng cho em. Trời ơi, đầy đủ luôn. Không thiếu một cái gì luôn. Cái này là gọi như là cái bếp là chắc có khả năng là chặt luôn nha mọi người. À, chặt luôn. Đầy đủ luôn. Bây giờ là khiêng vô đây mọi người nè. Đấy, cô chú anh chị theo dõi trên clip thì cảm thấy thương cho Nhật và đã mang những cái món quà thật sự ý nghĩa đến như thế này.